tại bò tứ chiến nay ngày 4 tháng 11 năm 2020 mình giao lô bò cho anh khách này ở Củ Chi. Chuẩn bị lên xe. Bình Dương hả? Bình Dương chứ, Bình Dương lộn. Bến Cát Bình Dương. Phú Giáo. Phú Giáo Bình Dương. Cầu Phú Cường á. Hốt ra. Lên xe coi sạch sẽ ngon ghê không? Giao cho anh khách ở Bình Dương, Phú Giáo Bình Dương.